Chào các bạn, hôm nay là hướng dẫn các bạn gọi là Cái chuông bài sạc. Mà xoay chuông này rất là đơn giản, các bạn tự làm được. Nó vừa là giảm stress nè, đây nè, nó là xuất phát từ đây. Xoay làm sao mà cho nước nó dâng lên. Thường mọi người hay nói là tịnh tâm là nước sẽ dâng lên. Là cái này là cũng là một cái hình thức để cho giảm stress thôi. Thì xoay cái chày các bạn để nghiêng, nghiêng làm sao cho nó thành 45 độ trên dưới vậy nè. Và mình để ngay cái phần giữa này. Đó, phần giữa này để vào cạnh chuông, thì mình tì vào chuông, mình cứ ghê nó đi, ghê lần lần lần. Lúc đầu thì nhanh, khi mà cái tiếng chuông nó vang lên rồi là mình phải chậm lại nha, để tránh cái chày nó dâng ra ngoài. Đây, này là gọi là tâm trong sáng đó các bạn. Đó, khi tiếng chuông vang lên, mình rê lên nước vậy nè. Là những người tâm trong sáng, tịnh tâm nó mới lên nước vậy nha các bạn. Mình cứ đi nhanh mà đều tay nha. Rồi sau đó vang lên như vậy rồi á, thì mình nên chậm lại để cho cái chày nó không có rời xa cái miệng chuông ra. Đó, nước phúng lên này, thấy không? Như là nước sôi nè. Sao cái chày nó ra luôn, đưa ra luôn để cho cái tiếng vang nó rời rời xa ra một chút. Chứ mình đừng có buông cái chày ra liền thì cái